Ừ, hôm nay mình đi đơn hàng cho anh em. Khá đơn hàng này khá hay. Đơn hàng này của Shopee. Mình bán hàng ở trên Shopee luôn nha. Hôm nay hộp pin cho Phoenix nhé. Hôm nay là 72V 20A. Cái hàng này khá là nhỏ. Đây nhá, đây là đồng hồ JK. Tại sao có đồng hồ JK? Đồng hồ pin NP có đồng hồ JK. Đồng hồ này có thể gắn trong cốp hoặc để trên đầu xe, tùy chỗ nào cũng được. Rắc kết nối của nó này, đi trong cháy này. Đây là rắc đồ ra, rắc này cắt đi. Mình sẽ có clip hướng dẫn cho các bạn xem trong cái phần của mình nhé. Có clip hướng dẫn cách lắp đặt luôn. Đó, rất là chuẩn luôn. Kéo ra sạc, sạc này sạc 5A nhé. Đâu nhỉ? Đấy, 84V 5A. Ngày xưa mình cấp sạc 87, nhưng bây giờ thì để an toàn hơn mình dùng sạc 84 thôi. 84, 87 thực ra là sạc nó vẫn đầy được, có pin thôi, nó không hiện gì đâu. Nhưng mà nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Đây hộp là hộp inox nhé. Chống nước hoàn toàn đây. Chỗ này thì nó mới... chân này nó bít silicone các kiểu nhé. Chính biết luôn. Rồi, ok. Anh em có nhu cầu mua pin thì cứ liên hệ với mình nhé. Mình ăn thương nghiêng.